Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Khuyến công Tuyên Quang của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình được thực hiện có sự đồng hành của Sở Công Thương. Mở đầu chuyên mục là những tin tức về hoạt động khuyến công. Tiếp theo là phóng sự, chương trình khuyến công hỗ trợ kinh phí đúng đối tượng trọng tâm. Và tiếp đó là phóng sự triển khai dự án công nghệ khí hóa sinh khối tại Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Trên cơ sở kết quả thực hiện trong quý 1 năm 2022, các đơn vị chức năng thuộc Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương triển khai kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Qua kết quả thực hiện kế hoạch quý 1 năm 2022 đối với lĩnh vực khuyến công, Cục tiếp tục hướng dẫn các địa phương đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề án khuyến công quốc gia theo quyết định đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2021-2022, phối hợp các địa phương tổ chức hội nghị khuyến công, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Căn cứ vào định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 của Cục Công Thương địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp hiện đang tiếp tục triển khai việc đăng ký kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm 2022, chương trình khuyến công quốc gia ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tham gia hội chợ trong và ngoài nước, tham gia các hội chợ online trực tuyến, tập huấn, đào tạo các chuyên đề trong quản lý, vận hành doanh nghiệp và hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch số 98 ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển và mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời lựa chọn những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. Năm nay, Sở Công Thương tiến hành bình chọn khoảng 30 sản phẩm để lựa chọn 15 sản phẩm tiêu biểu nhất để cấp chứng nhận, qua đó khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất công nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Để mang lại hiệu quả cho chương trình mỗi xã một sản phẩm, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Tuyên Quang hỗ trợ quảng bá các sản phẩm OCOP, từng bước đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng. Thông qua công tác khuyến công, xúc tiến thương mại đã góp phần giúp chương trình OCOP khơi dậy tiềm năng thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế và điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu để tăng giá trị sản phẩm. Đến nay, trên 100 sản phẩm OCOP của tỉnh đã và đang khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Hiện khuyến công tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã thiết kế và in ấn phẩm tuyên truyền các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, kết nối để doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn để tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ. Vừa qua, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tham gia chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến Thương mại chủ trì tổ chức tại thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam đã kết nối, chia sẻ, giúp đỡ các doanh nghiệp đẩy mạnh cung ứng hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối trong và ngoài nước, đồng thời tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà phân phối của địa phương nắm bắt thông tin thị trường, thúc đẩy sản xuất, kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân và đẩy mạnh xuất khẩu. Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn về kinh tế. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của nhà nước, những chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó có chính sách khuyến công đã góp phần động viên khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phát triển kinh tế, đóng góp vào ngân sách địa phương. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn khuyến công, Trung tâm Khuyến công tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Các văn bản quy định về khuyến công được ban hành kịp thời và ngày càng hoàn thiện. Kế hoạch khuyến công hàng năm được tham mưu xây dựng, bám sát vào các chương trình, đề án của tỉnh. Trong đó tập trung tư vấn, hỗ trợ, phát triển các ngành nghề có thế mạnh tại địa phương như chế biến nông lâm sản, cơ khí, sản xuất mì gạo, mộc, xe rùa, trà dược liệu. Đây, Trung tâm Khuyến công đã giúp đỡ một phần vốn máy cắt hai đầu này, máy phay đố, rồi máy ép góc rồi.
máy nén khí, nói chung là toàn bộ gần như là đủ để về vấn đề làm về nhôm kính, rất thuận tiện và rất nhanh hơn nhiều như làm thủ công mọi khi, đem lại hiệu quả cao hơn và chuẩn xác đẹp đẽ hơn. Thông qua hoạt động khuyến công, quan hệ giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, ngành công thương trở nên gắn bó, tạo sự đồng thuận trong phát triển, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghiệp. Trung bình mỗi năm, trung tâm thực hiện hơn 10 đề án khuyến công, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp. Sự đồng hành hỗ trợ của khuyến công đối với doanh nghiệp là rất nhiều lĩnh vực, trong rất nhiều những nhiệm vụ khuyến công trong một cái đề án. Cụ thể như là doanh nghiệp ngoài cái việc hỗ trợ máy móc hoặc là xây dựng các mô hình diễn kỹ thuật ra, thì doanh nghiệp họ cần rất nhiều những kỹ năng quản trị doanh nghiệp, cần rất nhiều những cái thông tin về thị trường và đổi mới công nghệ. Cái sự tương tác của khuyến công, sự tương tác của các cái chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực quản trị, lĩnh vực tài chính và thị trường thì tương tác cũng trực tuyến với từng doanh nghiệp và các nhóm doanh nghiệp để tạo lên một cái thông tin xác thực, và từ đó thì khuyến công đáp ứng được cái nhu cầu thực của doanh nghiệp. Hoạt động khuyến công đã khuyến khích các tổ chức cá nhân yên tâm và tin tưởng vào cơ chế chính sách của nhà nước, mạnh dạn đầu tư vốn tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đã phối hợp với dự án BES triển khai dự án công nghệ khí hóa sinh khối tại Tuyên Quang. Dự án đã góp phần tích cực thay đổi phương thức chế biến nông sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau hơn một năm triển khai, đến tháng 5 năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đã phối hợp hoàn thiện việc thu thập thông tin về tiềm năng sinh khối, các ngành sơ chế và chế biến nông sản có nhu cầu sử dụng nhiệt, tiềm năng cơ khí và ngân hàng cho việc thúc đẩy công nghệ khí hóa sinh khối và tích hợp thông tin lên ứng dụng của dự án, lựa chọn các cơ sở cơ khí có đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối tại địa phương. Thế qua thông tin thì chúng tôi nắm bắt được là có cái áp dụng cái công nghệ mới là cái công nghệ hút khối hóa sinh khối này vào lao động, thì chúng tôi thấy là vận dụng vào cái lao động của hợp tác xã nó rất hợp lý. Cái thứ nhất là nó tiết kiệm được cái nguyên liệu và đầu vào. Cái thứ hai là cái giải quyết được cái nguyên liệu ở tại chỗ, tận dụng được cái tiềm năng của địa phương rất là tốt. Cái thứ ba là đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh môi trường. Hiện nay, chuỗi giá trị công nghệ khí hóa sinh khối liên tục được triển khai các điểm trình diễn tại các cơ sở, bao gồm Hợp tác xã sản xuất chè xanh tại huyện Hàm Yên, cơ sở tinh dầu dược liệu tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, điểm trình diễn cơ khí nhiên liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ứng Hòa, km 9, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn. Qua công nghệ khí hóa sinh khối, có thể tận dụng các phế phẩm trong nông nghiệp để sử dụng làm nhiên liệu, tạo ra nguồn năng lượng sạch, rẻ hơn, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng của các hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải tại các vùng nông thôn. Tôi đã sử dụng cái máy sinh khối này so với người làm chè trước đây. Bây giờ nó giảm được cái nhiên liệu được chất đốt từ 3 phần xuống còn 1 phần. Đấy. Và cái năng suất, từ cái năng suất nó sẽ gấp đôi, gấp 3 cái máy thông thường. Đấy là một cái máy nhé. Bởi vì nó có đầy đủ các cái hệ thống điều chỉnh nhanh chậm và cái nhiệt độ. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái chất lượng. Nó không có khói, không ấy thì cái chất lượng rất là nâng lên, đảm bảo về khách hàng người ta rất là ưa chuộng cái sản phẩm như này. Tới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai một số hoạt động tuyên truyền về công nghệ khí hóa sinh khối, tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ sở cơ khí trong việc tham gia vào chuỗi giá trị tại địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường. Nhờ sự hỗ trợ đúng thời điểm của nguồn vốn khuyến công, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng có ưu thế cạnh tranh trên thị trường bởi chất lượng vượt trội, chất lượng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu bán ép xuất khẩu, năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thắng đã đầu tư 30 tỷ đồng mở rộng quy mô sản xuất.
với hệ thống nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép phủ phim rộng 4.000 m2, có hệ thống máy móc công nghệ ép ván tiên tiến nhất hiện nay để đảm bảo chất lượng, mẫu mã sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Thông qua chương trình khuyến công đã hỗ trợ doanh nghiệp một phần kinh phí cho hạng mục mở rộng quy mô sản xuất. Trong 2022 này thì công ty Long Thắng đưa dây chuyền mới về sản xuất ván này thì công nhân cũng rất phấn khởi vì là thứ nhất là nó sẽ hiện đại hơn và sau là công nhân sẽ có việc làm ổn định mà nâng cái sản lượng hàng ngày là sẽ nâng cao lên mà công nhân thì cái tiền lương sẽ được tăng lên. Hiện mỗi ngày doanh nghiệp này sẽ sản xuất được từ 3.000 đến 4.000 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho gần 400 lao động. Đặc biệt sản phẩm tạo ra có độ chính xác, độ bền cao, đồng thời vượt trội về mặt thẩm mỹ so với sản phẩm sản xuất thủ công trước kia. Người lao động cũng được tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, nâng cao tay nghề cho bản thân. Công ty đưa cái dây chuyền mới vào hoạt động thì bản thân mình cũng thấy rất là tốt bởi vì là sẽ giúp đỡ được cho nhiều những công nhân có cơ hội làm việc hơn. Với thị trường mở cửa, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, chào hàng và đã tìm được đối tác nhập khẩu sản phẩm với số lượng lớn và khuyến công là chương trình rất ý nghĩa. Dù giá trị hỗ trợ không lớn nhưng có tính chất động viên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng. Để cùng đồng hành với doanh nghiệp vượt khó qua đại dịch, Khuyến công Tuyên Quang đã kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Giống như nhiều doanh nghiệp may xuất khẩu trong cả nước, khi dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn may Long Hà, huyện Sơn Dương bị gián đoạn do nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc tạm dừng. Doanh nghiệp này đã phải thực hiện giãn việc cho lao động luân phiên nghỉ, doanh thu của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Trước những khó khăn của doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Tuyên Quang đã hỗ trợ vốn để doanh nghiệp này đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trước đây thì tôi công việc thì không ổn định bởi vì là cũng chỉ làm lông thôi. Từ khi có công ty Long Hà này mở ra thì tôi thấy là công việc rất là ổn định. Đồng lương thì ổn định hàng tháng, tức là tháng nào cũng có lương đầy đủ. Cứ đến ngày lấy lương là có lương ổn định, không phải đi tìm việc làm nhiều. Với công việc ở đây thực sự là rất phù hợp với người lao động ở quanh đây. Tức là công việc nhẹ nhàng, không nắng mưa, ngày nào cũng có công việc làm. Tức là mọi người đến đây chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể là ổn định được cuộc sống. Sự chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang chống dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn may Long Hà đã mở ra cơ hội để công ty tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trung bình mỗi tháng cung cấp trên 1 triệu sản phẩm xuất khẩu. Việc đa dạng ngành nghề sản xuất, khai thác, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh đã giúp doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch. Trong đó có sự đồng hành, chia sẻ kịp thời của chương trình khuyến công tại địa phương. Chúng tôi đã có phương hướng, hai là chúng tôi sẽ chuyển đổi sang một cái mô hình kinh doanh thêm một mảng nữa, đó là thêm một mảng về nội địa, sản xuất nội địa để tăng phần cái doanh thu và lợi nhuận cho công ty để chúng ta có thể gánh vác cho nhau trong tất cả những cái mảng kinh tế đó. Và tôi cũng đã phát triển thêm một cái thị trường, đó là cái thị trường Đông Âu mà hiện nay tôi đang chào một số cái quần áo bảo hộ. Các cái sở ban ngành thì các đồng chí cũng giúp đỡ tạo điều kiện hết sức. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, sự mạnh dạn chuyển hướng từ may sản phẩm quần áo xuất khẩu mà doanh nghiệp này đã tìm được đối tác mới, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khuyến công Tuyên Quang của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.